Câu chuyện muôn thuở của anh em chúng ta. Anh ơi, Realme GT Neo 5 SE nó nhận SIM chưa? Chưa anh em ạ. Trời ơi, hơn 2 tuần rồi mà Neo 5 SE vẫn chưa có thể nào tìm được một cách nào đấy để fix được cái lỗi không nhận SIM cả. Nên anh em đợi nhé. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ có bài đánh giá chi tiết Realme GT Neo 5 SE. Chào mừng các bạn đã đến với Săn Sale và Đánh Giá. Lỗi không nhận SIM tại thị trường Việt Nam là điểm yếu đầu tiên trên Neo 5 SE. Khi nào mà fix được ấy, thì mình sẽ thông báo sớm cho anh em thôi. Chúng ta đến với một cái điểm mà mình thấy Neo 5 SE nó mạnh nhất trong phân khúc nhà tầm khoảng 7 triệu thôi thì không có một sản phẩm nào nó có thể ăn được. Đó là về mặt trải nghiệm gaming. Em này thì vẫn trang bị một con chip tầm trung nhưng mà rất mạnh nha, là Snapdragon 7 Gen 2. Về điểm số AnTuTu thì rất là cao rồi, đâu đó khoảng 980 điểm ý mà. Thấp, không cao mấy đâu. Ui trời, 7 Pro Gen 2 thì các bạn thấy một con số rất ấn tượng đúng không? Các bạn không tin điểm số AnTuTu chứ gì? Đây, có bài uy tín hơn, đó là 3DMark. Mình có chấm cái bài Gorilla Extreme Chess, cái độ ổn định nó lên đến 99,1%. Ok chưa anh em? Trời ơi, một sản phẩm mà ổn định nó rất là tốt nha. Thậm chí nhiều sản phẩm chạy Snap 8 Gen 2 độ ổn định không cao đâu. Ví dụ như là con OnePlus 11 mình có trên tay đây, cái độ ổn định nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó là 30 mấy% thôi. Đấy là điểm số mình chấm cuối cùng trên OnePlus 11 đấy. Và có một cái nghịch lý như thế này, khi mình chấm cái bài Gorilla Extreme Chess ấy, nhiệt độ nó không quá nóng nha, nó chỉ tăng từ 29 lên 42 độ C thôi các bạn. Ui, các bạn thấy bất ngờ không? Những sản phẩm khác mình chấm ấy, nó phải lên đến tầm khoảng 53 độ C, nhưng Neo 5 SE thì không nha. Minh chứng cho điều này, mình có chơi Kensington Park Marketing, không có mic trung bình 60 gì cả. FPS trung bình rất ngon các bạn ạ, 55,2. Mặc dù trong quá trình mình chơi khoảng đâu đó là 20 phút thì tầm khoảng 2-3 lần giật lắc nhẹ thôi. Và nhiệt độ trong quá trình mình chơi như thế, nó tăng lên khoảng 47 độ C. Thì các bạn thấy con Neo 5 SE chơi Genshin nó bá như thế nào rồi. Nhưng mà một cái mình rất là lạ, đó là khi chơi game trung bình khá và game nhẹ, đầu tiên là COD đi, mình khá là tiếc hiện tại với COD nó chỉ để mức đồ họa tối đa là cao vào 60 thôi. FPS đương nhiên là rất thẳng rồi. Và chơi trong tầm khoảng 30 phút, nhiệt độ nó lên đến khoảng 45,5 độ C. Nói chung là cũng khá là cao đấy. Và khi chuyển sang một tựa game nó nhẹ nhàng hơn là Liên Quân Mobile, mình chơi cũng khoảng đâu đó là 12 phút, nhiệt độ nó tăng lên khoảng 42,6 độ C. FPS thì cũng rất là thẳng rồi. Với tựa game nhẹ nhàng thì các bạn yên tâm, COD, PUBG, tốc chiến Liên Quân, Snap 7 Pro Gen 2 trên Neo 5 SE nó chiến rất là ngon các bạn ạ. Cho nên xét tầm giá khoảng 7 triệu, Neo 5 SE có thể gọi là ông vua cấu hình rồi. Không có sản phẩm nào có thể ăn được Neo 5 SE. Và có một cái ưu điểm nữa, đó là về bộ nhớ trong, nó giống như Note 12 Turbo thôi. Bộ nhớ trong tối thiểu đã là 256GB rồi các bạn. Các bạn tải ứng dụng té đi, không phải lo lắng gì cả. Đây, mình mới có tải những ứng dụng cơ bản kiểu là Facebook, TikTok, YouTube, Google Chrome, một vài game này. Tổng tất cả ứng dụng hệ thống, rồi là ứng dụng mình có tải đấy, nó chỉ chiếm khoảng 67,2GB thôi. Bộ nhớ RAM tối thiểu trên Neo 5 SE nó rơi vào khoảng 8GB. Và đa nhiệm nó vẫn chưa quá ngon nha. Một cái câu hỏi muôn thuở, anh ơi, Neo 5 SE nó có ROM quốc tế chưa? Chưa anh em ạ, nó mới ra mắt mà, nên anh em sẽ cần đợi tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng nữa sẽ có ROM quốc tế cho các bạn thôi. Đa nhiệm rồi là thông báo nó sẽ ok hơn. Có một cái điểm rất ngon trên Neo 5 SE, đó là về khả năng chụp ảnh rất ok các bạn nha. Chúng ta nói trước về độ phân giải quay video trên Neo 5 SE đi. Có thể quay video tối đa là 4K và 60fps. Với quay video cam selfie là có thể quay video tối đa với độ phân giải là Full HD và 60fps. Chất lượng quay thì mình thấy cái màu sắc nó khá là tươi, chỉ có điều do không có chống rung quang học OIS nên là anh em sẽ thấy cái khả năng chống rung trên Neo 5 SE nó không phải là quá ngon nha. Về màu sắc, các bạn nhìn thấy trong ảnh đấy, rất ok đúng không? Độ chi tiết ở mức khá thôi. Và khi mà các bạn bật chế độ AI quay video ấy, thì có thể quay tối đa là Full HD và 30fps mà thôi. Quay video cam trước nó có chế độ làm đẹp nên anh em thấy da dẻ của mình nó cũng được trắng trắng một tí. Chất lượng chụp ảnh cam trước mình đánh giá ở mức khá thôi các bạn. Độ chi tiết không phải là quá ngon, gần như cái tóc của mình là bị mờ tịt rồi các bạn. Và khi mà mình chuyển sang cái cam chụp portrait, nó cũng không phải là quá mịt mờ gì cả. Những cái phần tóc thì nó bị lẹm đi khá là nhiều rồi. Nói chung được cái với cam selfie trên Neo 5 SE, nó có một cái chất ảnh tươi, da dẻ rồi là môi rất là hồng hào. Chúng ta cùng quay trở lại với cam sau. Sự khác biệt giữa bật AI và không bật AI nó chỉ là phần HDR. Với bật AI các bạn thấy nó được đẩy tông lên nhá. Về những cái màu sắc thì nó rực hơn một chút xíu.
Còn khi mà tắt AI đi thì các bạn thấy màu thì nó có vẻ hơi nhạt một chút. Một vài tấm ảnh mình có chụp cam chính, cam ultra wide và cam zoom 2x thì các bạn thấy về tông ảnh sự thay đổi qua các khẩu độ nha, thì cái sự khác biệt gần như là không quá nhiều đâu. Và về chất ảnh, nếu như so sánh với Neo 5 hay là Realme GT Neo 3 ấy, thì nó sẽ không được tươi bằng đâu. Khả năng chụp đêm mình đánh giá ở mức đủ dùng thôi các bạn, nó sẽ không được ngon giống như là con Neo 5 đâu. Đáng tiếc một thứ mà Note 12 Turbo nó ngon hơn, đó là về điều chỉnh khẩu độ khi mà các bạn chụp ảnh xong. Với Neo 5 SE các bạn chỉ có thể điều chỉnh về độ sáng tương phản các thứ thôi. Ơ nhưng mà có một thứ mình thấy Neo 5 SE nó làm rất là tốt nha, đó là về chất âm. Con này nó có loa kép mà, nên về chất âm mình thấy âm lượng khá là to, chất âm âm bass khá là rõ ràng. Tầm tiền khoảng 7 triệu mình thấy Neo 5 SE thể hiện khá là tốt rồi. Và có một thắc mắc anh là bảo là anh ơi, với cái viên pin 5,5 trên Neo 5 SE chắc là nó trâu hơn so với Note 12 Turbo đúng không? Không anh em ạ, nó chỉ on screen đâu đó khoảng 7 tiếng rưỡi đến 8 tiếng thôi, chứ sẽ không trâu hơn nhiều so với Note 12 Turbo đâu anh em. Ngon một cái em này có công suất sạc 100W, nhỉnh hơn Note 12 Turbo rồi. Và có thêm một cái nhỉnh hơn nữa, đó là về chất lượng hiển thị và về tần số quét anh em ạ. Với Neo 5 SE các bạn sẽ trang bị tấm nền là OLED hỗ trợ tần số quét lên đến 144Hz. Rất xịn sò nha. Theo như nhà sản xuất có công bố, độ sáng tối đa có thể lên đến khoảng 1400 nits, thì độ sáng này cũng khá ok trong tầm tiền khoảng 7 triệu đúng không? Độ phân giải màn hình rất cao các bạn, có mật độ điểm ảnh lên đến 451 ppi các bạn. Nên xét về cái chất lượng hiển thị này rồi là vút chạm ở trên Neo 5 SE, mình thấy có gì đấy nó mượt hơn so với Redmi Note 12 Turbo. Và đúng như các bạn mong ước thôi, những gì mà Note 12 Turbo nó có ở cổng thiết bị thì Neo 5 SE nó có hết, thậm chí cả cổng hồng ngoại nha. Neo 5 SE nó có cả cổng hồng ngoại luôn. Về thiết kế thì tùy theo cảm nhận của các bạn nha. Em này thì vẫn sẽ có một thiết kế bằng nhựa thôi các bạn. Về mặt lưng này rồi là khung nhựa 100%. Mình chỉ tiếc một điều về cái thiết kế cụm camera thì nó hơi to, thì mình không thích cái này thôi. Em Neo 5 SE này vẫn trang bị cái cổng Type-C 2.0 và có cảm biến vân tay trong màn hình nha. Viền trên dưới trái phải, perfect luôn. Thì các bạn cảm thấy sao về Realme GT Neo 5 SE? Nói chung với em SE này chỉ cần fix cho mình cái vấn đề không nhận SIM là rất perfect. Nó là một sản phẩm best choice trong tầm giá khoảng 7 triệu đấy. Mức giá Realme GT Neo 5 SE rẻ nhất, mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận im. Và nhớ nhá, các bạn tham gia vào group sale và đánh giá đi. Chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn về công nghệ. Và ngày mai chủ nhật mình sẽ có cái buổi livestream ở trên YouTube, em mình giao lưu nhiều hơn. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.